Thưa quý vị, nhân dịp Tết cổ truyền Xuân Giáp Thìn 2024 và sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ra giàn trung tâm của Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam để động viên và chúc Tết cán bộ, công nhân, người lao động của tập đoàn. Nhân dịp chuẩn bị Tết Giáp Thìn 2024, hôm nay nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục thăm tặng quà công nhân lao động, các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy mại dâm và sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ lo ngại đối với tình trạng người nghiện ma túy mại dâm AIDS được phát hiện vẫn chiếm phần nhỏ so với thực tế. Các gia đình chính sách, người có công và các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi dịp Tết đến xuân về là nghĩa cử tốt đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta. Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, tỉnh Quảng Nam đang tổ chức nhiều hoạt động để các gia đình có một cái Tết thật là đầm ấm, an vui. Sáng nay, chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ đã khai mạc tại thành phố Cần Thơ. Năm nay đánh dấu chặng đường 10 năm diễn ra chương trình ý nghĩa này. Hơn 105.000 mặt hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam, bao gồm có ớt, mì ăn liền, sầu riêng, đậu bắp và thanh long vào diện kiểm soát khi mà xuất khẩu vào thị trường này. Đây là quy định được EU rà soát và cập nhật thường xuyên 6 tháng một lần. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy là các doanh nghiệp phải tăng cường kiểm soát nông sản không được kiểm soát chặt chẽ. Thậm chí là nhiều nơi hoạt động trá hình với các bác sĩ thẩm mỹ tự xưng, dám thực hiện các kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn không phép. Chính vì thế mà nhiều phụ nữ thay vì trở nên xinh đẹp hơn thì lại phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng cả về sắc lẫn sức khỏe. Vấn đề này đã được chúng tôi nhiều lần cảnh báo trong các bản tin và chương trình, thế nhưng nhiều chị em vẫn liều mình bước chân vào các cơ sở làm đẹp trá hình và bị các bác sĩ thẩm mỹ tự xưng này làm xấu đi sắc đẹp của mình. Thiết nghĩ nhu cầu làm đẹp là chính đáng, thế nhưng nó chỉ thực sự xứng đáng khi mỗi chúng ta lựa chọn đúng những cơ sở được cấp phép và có bác sĩ thẩm mỹ thật, tránh để tiền mất, tật mang. Đang lên kế hoạch mở rộng tuyến tàu Bangkok Nong Khai tới thủ đô Viên Chăn của nước láng giềng Lào vào tháng 4 năm nay. Hiện đã có các chuyến tàu từ ga Nong Khai đến Đông Bắc Thái Lan đến thủ đô Viên Chăn của Lào. Thông tin thêm từ các phóng viên truyền hình Việt Nam tại ASEAN. Hàn Quốc và Mỹ vừa tiến hành cuộc diễn tập an ninh mạng chung lần thứ nhất. Cuộc diễn tập là nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa các mối đe dọa an ninh mạng đang ngày một gia tăng. Hoạt động hôm nay, đất nước tỷ dân Trung Quốc bắt đầu cuộc xuân vận di cư về quê đón Tết và đi du lịch lớn nhất trên thế giới. Trong vòng 40 ngày thì Trung Quốc dự kiến sẽ có 9 tỷ lượt chuyến đi, cao nhất từ trước tới nay. Thông tin thêm từ các phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.